ba mẹ luôn là những người hiểu con cái nhất. Thế còn với các bé thì sao? Các bé nghĩ như thế nào về ba mẹ của mình? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu điều đó qua chương trình hôm nay. Con biết tuốt. Xin chào mừng tất cả quý vị khán giả và hai gia đình đã đến tham gia chương trình Con biết tuốt hôm nay. Và như đại nghĩa đã nói khi nãy thì chúng ta là những người làm cha làm mẹ, có thể là chúng ta sẽ hiểu con cái của mình nhiều hơn là các bé hiểu về cha mẹ của mình. Nhưng đôi khi chúng ta cũng cần phải lắng nghe xem ý kiến của các con để biết các con đang nghĩ gì, đang nghĩ như thế nào về chính chúng ta cũng như là về những sự việc đang diễn ra hàng ngày trong gia đình của mình. Gia đình đầu tiên đến với chương trình của chúng ta hôm nay là gia đình của bé Lê Thanh Bảo Thi và bé Lê Thanh Duy. Bảo Thi và Thanh Duy, trời toàn tên những ca sĩ nổi tiếng. Hai con giới thiệu về mình chút nè. Dạ, con tên là Lê Thanh Bảo Thi, năm nay con 11 tuổi, con thích đọc truyện tranh với lại xem TV. Dạ, con tên là Lê Thanh Duy, con năm nay con 9 tuổi, con thích đọc truyện tranh, xem TV. Còn món ăn con yêu thích là pate. Vậy là hai chị em có sở thích giống nhau, đọc truyện tranh và xem TV. Nhưng mà có khi nào vì cùng sở thích như vậy cho nên hai chị em hay dành nhau truyện tranh nè, hoặc là dành nhau xem một chương trình nào đó mà mình thích trên TV không? Dạ có. Rồi lúc đó ai nhường ai? Dạ không ai nhường ai. Không ai nhường ai hết. Rồi ai đứng ra phân xử? Dạ ba. Ba hả? Nhà mình có mấy cái TV con? Dạ ba. Ba cái. Trời ơi, có ba cái TV mà không đủ để cho các con coi hay sao vậy? Dạ lúc đó là mới có hai cái à. Lúc đó có hai cái mới dành nhau, còn giờ ba cái còn dành không? Dạ không. Hết rồi, mừng quá. Gia đình của hai bé Bảo Thi và Thanh Duy đến đây cùng với ba mẹ anh Lê Thành Nguyên và chị Nguyễn Bích Liên. Dạ, xin chào anh chị. Dạ, anh chị tự giới thiệu một chút về công việc hiện tại của mình nha. Xin chào anh Đại Nghĩa, xin chào tất cả các khán giả đang chương trình xem Con biết tuốt. Mình Lê Thành Nguyên, nghề nghiệp của mình là giáo viên. Dạ, còn em tên là Nguyễn Bích Liên, nghề nghiệp của em là nội trợ. Dạ, ông xã đi dạy, còn mình nhà nấu cơm cho ông ăn phải không ạ? Dạ. Thường đó là ví dụ như là chị gái, em gái dễ chơi với nhau, hoặc là anh trai, em trai cũng dễ nói chuyện với nhau, hoặc là dễ quậy cùng nhau. Còn đây chị gái với em trai, cho nên là hơi khó một xíu. Đinh này để nghe thắc mắc. Tại vì bé gái nó cũng biết nhường em lắm. Dạ. Cỡ nó cũng biết nhường em rồi, hay nhường đồ chơi cho em. Dạ. Dạ. Nếu vậy ở nhà chắc là cái cậu này mới là cái cậu hiếu động nhiều hơn phải không ạ? Dạ. Dạ. Quậy phá nhiều lắm. Mệt không con? Ảnh lắm. Dạ. Mời tất cả quý vị khán giả hãy ghé thăm nhà của hai chị em Bảo Thi và Thanh Duy nha. Chắc hẳn các bạn đã biết chuyện có tích Cắn Cám. Và bây giờ tôi sẽ kể chuyện Cắn Cám thời hiện tại. Và đây là Tấn và đây là Hiền Tử. Hiền Tử đã lên ngôi vua và Tấn đã lên ngôi Hiền Hậu. Và sau khi Tấn và Hiền Tử đã lấy nhau, Công Chúa và Hiền Tử, Công Chúa năm nay được 12 tuổi, Hiền Tử năm nay được 9 tuổi. Tính cách của Công Chúa thì rất khó tính như vua cha. Còn tính cách của hoàng tử thì rất bướng bỉnh và phá phách. Người ta vẫn nghĩ là vua cha rất hay phong, đẹp trai và lãnh liệt. Nhưng vua cha trong đây thì không được như vậy. Còn hoàng hậu đứng lại cầm gương và nói vua kia đứng ở trên gương thế gian này ai đẹp nhiều được chúng ta. Nhưng không, tâm còn nhìn sách đẹp như xưa nữa. Cha rất là khó tính nhưng mà rất tình cảm với nhà. Có hôm vua cha làm cho cô Tấm rất là ngạc nhiên bằng cách tặng cho cô Tấm một lớp kính 3D trong đó có hoa và một con rồng làm bằng ngọc trai, cả những ngôi sao làm bằng giấy. Lúc cô Tấm nhận được thì cô Tấm rất là vui, ngạc nhiên rồi vui ra mặt. Được sinh ra trong ngôi nhà này, con cảm thấy rất là vui, hạnh phúc và khi làm con với ba mẹ. Con mong muốn trong gia đình này, chuyện câu chuyện Cắn Cám này sẽ được phát triển luôn vui vẻ và hạnh phúc. Nay gia đình Cắn Cám biết trên thế gian có chương trình Con biết tuốt, cho nên hiện thân xuống tham gia, mong muốn được nhận các món quà từ chương trình. Nếu như cha và cô Tấm vua thì như cha cô Tấm cũng vui bởi vì được lên chương trình. Chứ có lẽ hai người muốn
đứng xem showbiz và không muốn ngồi trên ngai vàng nữa để được nhiều người biết tới mình hơn. Nếu mà như vậy thì ba với mẹ con được cua đâu nha. Cua là quê sợ luôn đó. Thôi nhưng mà cua cũng không sao. Kiến thức là vô hại. Điển sinh gia lên TV nổi tiếng là thấy vui rồi. Ba mẹ cố lên. Nghe con kể chuyện cổ tích về gia đình mình thấy dễ thương quá à. Lâu đài cổ tích nhà con lúc nào cũng ấm áp, hạnh phúc, vui vẻ. Đó là một cái điều đáng mừng. Nhưng mà con có điều gì mà con muốn ý kiến với ba mẹ để mong ba mẹ thay đổi được không? Cái điều gì mà từ nào đến giờ con giữ trong lòng con chưa nói ra cho ba mẹ biết á? Dạ chưa có điều gì á. Không có điều gì hết. Gì con cũng cảm thấy hài lòng hết á hả? Dạ. À thế còn Bảo Thi thì sao? Dạ không có gì luôn. Cũng không có gì luôn. Hai bé này quá sức dễ thương, sao cũng được hết. Vậy còn ba mẹ thì sao? Ba mẹ có ý kiến gì với hai con không nè? Dạ chỉ có mong muốn là hai bé học ngoan hơn, chăm hơn. Hai con có nghe lời cô Tắm nói chưa? Dạ rồi. Như vậy là chúng ta đã làm quen với gia đình đầu tiên của hai bé Bảo Thi và Thanh Duy. Có lẽ là trong những phần sau thì chúng ta sẽ tiếp tục hỏi thăm họ về những bí mật của gia đình nữa nha. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đến với gia đình của bé Việt Thắng và bé Phương Anh. Hai con giới thiệu về mình nào. Con tên là Vũ Ngọc Phương Anh. Ở nhà con tên là Nấm. Con mấy tuổi rồi? Con 7 tuổi. Còn anh con? Anh con tên là Vũ Việt Thắng. Ở nhà anh con tên là Bo. Anh con 8 tuổi. Sở thích của anh con là gì? Xem TV. Xem TV. Còn sở thích của con? Con thích gấu bông. Con thích gấu bông. Ở nhà con có bao nhiêu con có bông hả Năm? Nhiều lắm. Nhiều lắm hả? À, đó là phần quà mà ba mẹ dành cho con vào những dịp nào? Dịp sinh nhật. Sinh nhật. À, sinh nhật thì mẹ dành tặng cho con những phần quà mà con thích đúng không? Ba mẹ của hai bé Việt Thắng và Phương Anh, đó là anh Vũ Minh Thành và chị Đỗ Thanh Minh. Dạ, xin chào anh chị. Chào anh Đại Nghĩa. Xin chào quý vị khán giả đang xem chương trình Con Biết Tốt. Mình tên là Đỗ Thanh Minh. Hiện mình đang làm kế toán tại công ty 751 của Bộ Quốc phòng, Tổng cục Kỹ thuật. Dạ. Đây là ông xã mình. Tôi tên là Vũ Minh Thành. Tôi bộ đội, công tác tại công ty 751. Dạ. Nhà mình thì hình như là hai người phụ nữ giống nhau. Dàn dĩ hơn. Còn hai người đàn ông là hơi rụt rè chút xíu. Hai bé ở nhà là có sở thích gì vậy chị? Hai bé ở nhà thì thích xem TV. Yeah. Bé gái thì thích làm điệu lắm. Còn thích gấu bông. Thưa quý vị khán giả, hai anh em này thì hơi rụt rè chút xíu. Nhưng mà Đại Nghĩa nghĩ rằng khi bố mẹ vắng nhà chắc chắn là hai anh em sẽ không có nhút nhát như vậy nữa đâu. Lúc đó hai anh em sẽ tự tin hơn, thoải mái hơn rất nhiều. Vậy thì hãy ghé thăm nhà của hai anh em Việt Thắng và Phương Anh khi bố mẹ vắng nhà nha. Xin chào chương trình Con Biết Tốt. Con tên là Vũ Việt Thắng, năm nay con 8 tuổi. Còn đây là em con. Con tên là Vũ Ngọc Phương Anh, con 7 tuổi. Đây là phòng khách gia đình con. Con mời chương trình vào nhà. Đây là TV gia đình con. Bàn ngải con ngồi ở đây, con ngồi ở đây, anh con ngồi ở đây, bố mẹ con ngồi ở đây. Buổi tối gia đình con hay xem phim đất phương Nam. Con là người hay ngủ gật nhất khi xem TV. Em con là người hay dành TV của con nhất. Con thích coi Doraemon, còn nhắm dành coi đất phương Nam. Cuối cùng con phải dành nhường em. Ví dụ là đàn ông mà phải ra lăng chứ. Con có thấy ra lăng rồi. Đây là phòng bếp của nhà con. Mẹ con là siêu đầu bếp. Mẹ con nấu món cà ri gà gia truyền tuyệt ngon. Ngon nhất cả người. Con mời chương trình nha. Ngon lắm. Mẹ con nấu thứ 1. Đây là cây chanh con thích. Đây là chanh chuối con thích. 1, 2, 3. Bùm chuối chanh. Chuối chanh. Chuối chanh. Chuối chanh. Chuối chanh. Chuối chanh. Mẹ con rất là xinh đẹp. Mẹ con chăm chỉ và khéo tay. Mẹ con cắm cái bình bông đó. Mẹ con rất là dữ khi con hư. Mẹ lúc đó mẹ giống như phụt bà phù thủy. Con rất là sợ. Ôi được không dữ. Mẹ đừng có dữ như vậy. Con sợ lắm. Mẹ chỉ cần nhắc nhở con thôi. Con sẽ nghe lời. Mẹ con là một siêu nhân. Có lần xí nghiệp mẹ con đang đốt giấy. Vì có một con rắn mồi xanh xuất hiện.
Thế là mẹ con đập một cái bẹt nó chết. Sau đó mẹ con quăng vô lửa đó, đó. Con rất là hâm mộ mẹ. Con vui tính giống ba con rất là vui tính. Ba con hay thường xuyên chọc em con khóc rồi ba con cười. Con thấy vậy chẳng vui tính nào. Ba cười cho nỗi đau của con. Ba con thường giỡn với em để em con nhổi cáu lên quýnh. Rồi ba con cười. Em không có bao giờ thấy ba tặng quà cho mẹ đó. Anh nghĩ chắc là vậy á. À, bố, đó, vụ này con nói mình thấy sao? Vụ tặng quà cho mẹ đó. Có tặng quà, nhưng mà tặng quà người ta tặng buổi tối. Tại sao không tặng buổi sáng? Cho nên mình không thấy. Mà tặng lén lúc chi buổi tối. Tặng gì mà phải chờ buổi tối mới tặng vậy? Tại vì đi làm về trễ. Năm nay thì có về trễ thì tặng quà cho vợ thì phải tặng buổi tối. Yeah. Chứ buổi sáng này thì chưa kịp có mua quà. Dạ, yeah. Nhưng mà lúc đó thì mấy bé ở đâu anh? Tại đang còn trên lầu à? À đó, con ơi, bố có tặng quà nha con. Mà tại vì lúc đó con ở trên lầu, mai mốt mình tặng quà đó, mình cứ tập trung với con xuống nhà à, tặng trước mặt, chụp hình, chụp ảnh làm bằng chứng đàng hoàng à. Vỗ tay cho cả hai gia đình thưa quý vị. Ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng thi đầu tiên của Con Biết Tốt. Vòng thi đầu tiên này thì các bé sẽ được quyền chọn ba hoặc là mẹ trả lời câu hỏi mà chương trình đưa ra. Gia đình của Bảo Thi và Thanh Duy mình thi trước nha. Chủ đề dành cho chúng ta đó là chủ đề thể thao. Thế chọn ba hay mẹ đây? Ba mẹ, ba mẹ. Ba mẹ. Ở nhà con thấy là ba hay là mẹ tập thể thao nhiều hơn? Dạ, hai người cùng đều tập thể thao. Hai người cùng tập hết? Dạ. Ồ, ai chơi giỏi hơn ai? Ba tập môn gì, mẹ tập môn gì? Dạ, mẹ tập thể dục bình thường. Dùng. Ba tập tạ. Ba tập tạ. Bây giờ không muốn chọn ai đây? Dạ, chọn ba ha. Dạ. Bấm nút chọn ba. Câu hỏi như sau: Red Devi, quỷ đỏ là biệt danh của câu lạc bộ tham gia giải bóng đá ngoại hạng Anh nào? A. Arsenal. B. Manchester United. C. Chelsea. D. Leicester City. 10 giây bắt đầu. Mình chọn câu B. Đáp án B. Manchester United. Dạ vâng. Anh có thường xuyên theo dõi các giải đấu mà? Lúc trước thì coi thường xuyên, nhưng mà sau này mình công việc nhiều quá cho nên mình cái thời gian bớt đi rất nhiều. Nhưng mà dạ, cái này thì mình biết. Dạ, Manchester United là biệt danh là con quỷ đỏ, đúng không ạ? Dạ. Đây là câu trả lời chính xác, chúc mừng anh. Arsenal thì có biệt danh là The Gunner, pháo thủ. Chelsea thì có biệt danh là The Blue, áo xanh. Và Leicester City có biệt danh là The Fox, con cáo. Nhà mình ghi được 10 điểm. Gia đình của Việt Thắng và Phương Anh, chủ đề dành cho mình đó là chủ đề người nổi tiếng. Các con sẽ chọn ai? Bố hay mẹ? Mẹ. Chọn mẹ, bấm nút. Câu hỏi chủ đề người nổi tiếng. Ca sĩ nào là người đầu tiên thể hiện thành công ca khúc Cảm ơn tình yêu của nhạc sĩ Huy Tuấn? A. Tuấn Hưng. B. Hương Tràm. C. Uyên Linh. D. Thu Minh. 10 giây bắt đầu. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, hát ra. Thời gian kết em thúc. Em xin chọn phương án C. Uyên Linh. Phương án C là Uyên Linh. Đây là câu trả lời chính xác, chúc mừng chị. Còn nhớ cái mùa chương trình Việt Nam Idol mà Uyên Linh đăng quang á, thì trong cái đêm đăng quang Uyên Linh đã hát cái bài này Cảm ơn tình yêu, và với ca khúc này cũng đã góp phần đưa Uyên Linh lên ngôi vị quán quân của chương trình Việt Nam Idol năm đó. Nhà mình ghi được 10 điểm. Trở lại với gia đình Bảo Thi, Thanh Duy, chủ đề dành cho mình đó là chủ đề phụ nữ. Chúng ta hãy nghe hai bé nói về chủ đề này nha. Phụ nữ sinh ra để được thương yêu, chiều chuộng. Nhưng mà ba con thì quá khó tính, mẹ con thì là một người vĩ đại. Ví dụ như là chuyện ăn cơm, ba con nói là cơm thì không được nhão, cũng không được sống quá. Đồ ăn thì không được mặn, không được chua và không được ngọt, phải vừa vừa.
Sao con đòi hỏi quá trời luôn. Mẹ con nói là được, được ok, chiều hết. Hôm trước là mẹ con nấu cái món thịt kho, cái con mẹ con hỏi ba món này làm sao, ba nói thịt thì quá cứng, nước thì quá ngọt, nước màu thì nó quá nhạt. Con thấy vậy còn ăn được rồi. Dạ ba con là cơm là không được để qua ngày, còn tụi con là ăn sao cũng được hết. Đồ ba con ăn phải là cơm vừa mới nấu, canh thì nóng, là tất cả đồ là phải mới hết mới chịu ăn. Con không biết mẹ có động lực ở đâu ra mà chiều ba con hay thiệt. Động lực ở đâu ra thì bây giờ mời mẹ nói nha. Mẹ nói cho các con hiểu đi, động lực ở đâu ra mà mẹ chiều ba quá trời luôn vậy? Dạ chắc do tình yêu quá. Chứ không biết động lực ở đâu. Con ơi, đó mẹ mới nói đó, con hiểu không? Đó, bởi vì mẹ yêu ba cho nên là dù ba có khó khăn cách mấy đi chăng nữa mẹ cũng chiều được hết. Và dĩ nhiên là cũng sẽ có những cái điều mà ba con cũng chiều ngược lại mẹ con y chang vậy, thậm chí còn hơn nữa. Dạ. Là xã hai nhất hai nhõng nhẽo là mình đi làm về cũng mệt nữa. Anh ơi, chở em đi ăn kem. Là mình cũng phải sắp xếp chở đi. À khoan, ăn kem có hai bé đi không hay là ăn riêng? Dạ 10 lần thì chỉ được có hai bé đi chung được có 2 lần. À đó. Các con chỉ được ăn có 2 lần thôi nha, còn 8 phần còn lại đó là ba mẹ con ăn riêng hết rồi. Điều đó để thấy rằng ba mẹ con yêu thương nhau và chiều chuộng lẫn nhau nghe. Các con sẽ chọn ai với chủ đề này? Dạ mẹ. Bấm nút chọn mẹ. Câu hỏi chủ đề phụ nữ. Theo quy định hiện hành ở nước ta, độ tuổi lao động tối thiểu đối với nữ là bao nhiêu? A 15 tuổi, B 16 tuổi, C 17 tuổi và D 18 tuổi. 10 giây bắt đầu. Dạ theo em thì em sẽ chọn phương án A. À, dạ. 15 tuổi chắc không ạ? Có một sự hoang mang nhẹ. Dạ. Đây là câu trả lời chính xác, chúc mừng. Theo điểm 1 điều 3 luật lao động thì tuổi lao động được tính từ đủ 15 tuổi. Như vậy độ tuổi lao động là 15 cho đến 60 tuổi đối với nam và 15 cho đến 55 tuổi đối với nữ. Nhà mình ghi được thêm 10 điểm. Gia đình của Việt Thắng, Phương Anh. Chủ đề dành cho mình đó là chủ đề làm đẹp. Hãy nghe hai bé nói về chủ đề này. Mẹ con hơi mập. Con nghĩ mẹ con phải nên giảm cân lại. Phụ nữ còn phải đẹp. Tao em thích mẹ mập. Nhìn nó đã. Mẹ con thấy bố mẹ con đẹp không? Đẹp. 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 À, mẹ đẹp giống ai? Mẹ đẹp giống Nấm. Giống nấm hả? À là giống con á phải không? Ồ, mẹ đẹp giống con. Còn bố đẹp giống ai? Bò. À bố đẹp giống bò là anh trai con. Ừ. Nhà này hơi bị ngược ha. Bố mẹ đẹp là nhờ giống hai đứa con. Các con sẽ chọn ai? Bố hay mẹ đây? Bố đi. Bấm nút chọn. Bố. Câu hỏi chủ đề làm đẹp. Công dụng nào sau đây không phải của nha đam? A chống viêm, B kháng khuẩn, C nhuận tràng, D cầm máu. 10 giây bắt đầu. Thời gian đã hết, mời anh. D cầm máu. Phương án D cầm máu. Đây là câu trả lời đúng, xin chúc mừng anh. Có nghĩa là với nha đam thì chúng ta có những công dụng như là chống viêm, kháng khuẩn và nhuận tràng. Còn cái công dụng cầm máu là nó không có thuộc về nha đam. Nhà mình ghi được 10 điểm. Trở lại với gia đình của Bảo Thi, Thanh Duy, chủ đề dành cho mình đó là chủ đề toán học. Hai con ở trong trường thích học môn toán không? Dạ thích. À, con gái thích học toán không? Dạ bình thường. Thích mà hơi nhẹ nhẹ một chút. Hai bé sẽ nói gì về chủ đề này, chúng ta cùng nghe nhé. Ba con là người tự tin quá mức vì trong lớp học ba nói là ai nói ba là nguyên đẹp trai, ba
cho người đó 10 điểm. Mặc dù ba con nhan sắc rất là trung bình, không có đẹp, nhưng mà ba con hay tự tin quá mức. Con thấy ba quá lạm dụng điểm số để ép các học trò của ba gọi ba là nguyên hot boy, nguyên đẹp trai. Là từ hot boy chỉ sử dụng trong giới trẻ thôi, còn ba thì phải sử dụng từ nguyên đẹp tảo. Nguyên đẹp lão. Giờ mới biết có cái vụ là khen là đẹp trai hot boy thì cho 10 điểm. Nhưng mà chắc chú nghĩ là này ba con đùa với học trò của mình thôi, có phải vậy không anh? Dạ vâng, mình đùa với học trò để cái trong cái tiếng học nó sinh động, nó vui, nó dạ. Vui xong rồi mình mới dạy tiếp. Bây giờ thì các con sẽ chọn ai? Dạ ba. Chắc chắn phải vậy rồi, ba dạy môn toán mà. Bấm nút. Câu hỏi như sau. Trong hệ đo lường quốc tế 1 mét gấp bao nhiêu lần 1 nanomet? A. 10 lần. B. 1.000 lần. C. 1 triệu lần. D. 1 tỷ lần. 10 giây bắt đầu. Ba cố lên. Thời gian đã hết. Đáp án của anh là gì ạ? Mấy kiến thức này ít sử dụng 1.000 lần. Đáp án B. Đáp án B. 1.000 lần. Đây là đáp án chưa đúng. Trong hệ đo lường quốc tế 1 mét gấp 1 tỷ lần 1 nanomet. Và như vậy là chúng ta đã không ghi được 10 điểm về cho gia đình của mình. Quay lại với gia đình của Việt Thắng, Phương Anh. Chủ đề dành cho mình đó là chủ đề công nghệ. Hai con muốn bố hay mẹ trả lời? Bố. Bấm nút chọn bố. Câu hỏi như sau. Chiếc điện thoại iPhone thế hệ đầu tiên ra mắt vào thời gian nào? A. 2006. B. 2007. C. 2008. Và D. 2009. 10 giây bắt đầu. Thời gian đã hết. Phương án C. 2008. 2008. iPhone còn gọi là phiên bản iPhone đời đầu hay thế hệ iPhone 3G để phân biệt với các sản phẩm ra đời sau nó và đã được công bố vào ngày 9 tháng 1 năm 2007. Đáp án đúng của chúng ta phải là đáp án B. Nhà mình cũng không ghi được điểm trong câu hỏi này. Kết thúc vòng thi đầu tiên, điểm số 2 gia đình ngang bằng nhau 20 và 20. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng 2 của chương trình. Con biết tốt. Con biết tốt, một sân chơi tương tác giữa các con với chính bố mẹ của mình. Những chia sẻ hài hước, ngộ nghĩnh và đầy bất ngờ của con trẻ sẽ hé lộ những bí mật của các ông bố bà mẹ. Truy cập website www.songvangproduction.com.vn để đăng ký tham gia chương trình hoặc email về địa chỉ conbiettot@gmail.com hoặc gọi đến hotline 0979 493 293 để được hướng dẫn thông tin chi tiết hơn. Con biết tốt luôn chào đón tất cả các gia đình trên mọi miền tổ quốc. Bây giờ sẽ là vòng 2 của chương trình Con biết tốt. Thưa quý vị, kết thúc vòng 1 thì hai gia đình có điểm số ngang bằng nhau. Và đây là cơ hội để cho chúng ta vươn lên, giành những điểm số cao nhất. Vòng này thì sẽ có hai chủ đề. Các bé được quyền lựa chọn chủ đề nào mà mình cảm thấy thích, hoặc là nghĩ rằng ba mẹ sẽ trả lời chủ đề đó tốt hơn, thì cứ việc bấm nút và lựa chọn. Đầu tiên sẽ là gia đình của bé Việt Thắng, Phương Anh. Hai chủ đề dành cho mình đó là chủ đề võ thuật và chủ đề du lịch. Chúng ta hãy nghe các bé nói về những chủ đề này. Ba con ở trong nhà sợ nhất đó là nấm và mẹ con. Tại vì mẹ con có võ, mẹ con sẽ xử lý ba con khi ba con hư. Ba sợ nấm vì mỗi lần ba đi đâu về là nấm lục kiểm tra ba. Là gì? Lỡ đâu nó có một nữ hôn, mùi thơm hoặc là mùi nước hoa. Để con không thích chia sẻ ba con với ai hết.
Trời ơi, con không thích chia sẻ ba con với ai hết. Vậy con thích chia sẻ ba con với mẹ con không hả Nấm? Thích. À thích hả? Mà mỗi khi anh đi làm về là chị cũng có kiểm tra vụ đó nữa hả? Coi có dướng vết son hay cái mùi hương lạ lạ đâu không hả chị? Tại vì chọc con nên cho nó có nhiệm vụ. À. Quản lý ba giùm mẹ luôn. À, thường là mấy bà mẹ là hay vậy lắm á. Nhiều khi muốn gọi kiểm tra công xã đang ở đâu mà mất công sợ ông xã nói này nói kia nhặn nhó, cho nên gọi con gọi cho ba đi. Mấy đứa con hỏi ba ơi ba đang ở đâu, về chơi với con đi, lòng kia hết hụt với chạy về liền. Dạ, chiêu này quen lắm. Bây giờ hai con sẽ chọn chủ đề nào đây? Võ thuật. Võ thuật, bấm nút. Nãy hai con có tiết lộ là mẹ có võ, mẹ có võ cho nên mẹ dễ dàng xử lý ba. Câu hỏi dành cho chủ đề này như sau: tên gọi khác của bộ môn Vô Vi Nam là gì? A. Việt võ đạo. B. Vật liễu đôi. C. Thiên môn đạo. D. Lam sơn võ đạo. 10 giây bắt đầu. Liễu đôi. B. Tôi xin chọn phương án A, Việt võ đạo. Nãy hai đứa nhỏ nói là mình có võ đó, có thiệt không vậy chị? Ngày xưa đi học thì cũng có học sơ sơ thôi, nhưng cũng không học chuyên sâu về cái môn võ lắm anh. À, nhưng dạ, mà cũng có biết sơ sơ phải không? Hèn chi là nghe câu võ thuật là mình chỉ nói ông kia ông lùi để phía sau ông né liền. Vô Vi Nam còn có tên gọi khác là Việt võ đạo. Chính xác, chúc mừng! Vô Vi Nam Việt võ đạo là môn võ được võ sư Nguyễn Lộc sáng lập vào năm 1938. Đây là hệ thống pha trộn võ học gia đình, võ Việt Nam và các phương pháp võ các nước khác như judo, karate. Giải vô địch thế giới võ cổ truyền Việt Nam vừa được tổ chức tháng 7 tại Việt Nam, thu hút hơn 250 vận động viên đến từ 27 quốc gia. Lam sơn võ đạo phát triển tại vùng Montpellier của Pháp. Đại võ sư của môn phái là Jackie Trần Văn Ba. Thiên môn đạo có lịch sử lâu đời trong các võ phái cổ truyền Việt Nam, có khởi nguồn từ Chương Mỹ, Hà Nội. Lễ hội Vật Liễu Đôi tổ chức thường niên ở làng Liễu Đôi, xã Liêm Túc, huyện Thanh Liêm, Hà Nam. Và nhà mình ghi được 10 điểm cho câu trả lời vừa rồi. Gia đình của Bảo Thi, Thanh Quy, hai chủ đề đó là chủ đề giao thông và chủ đề lễ hội. Hai chủ đề này thì các con sẽ chọn chủ đề nào? Dạ, giao thông. Chủ đề giao thông, bấm nút nào. Câu hỏi chủ đề giao thông như sau: tuyến metro số 1 của thành phố Hồ Chí Minh là tuyến đường nào? A. Bến Thành Củ Chi. B. Bến Thành Suối Tiên. C. Bến Thành An Sương. Và D. Bến Thành Tân Kiên. 10 giây bắt đầu. Cái này ba biết. Ba biết. Bạn về. Hết giờ. Dạ thưa em chọn phương đáp án B là Bến Thành Suối Tiên. Cái đáp án này nó cái chỗ nhà hát thành phố mình đang xây dựng cái tuyến đường đó. À, đi qua đó thường xuyên. Dạ vâng. À, thấy thành ra là mình nhớ phải không anh? Đây là câu trả lời chính xác, chúc mừng. Tuyến metro số 1 của thành phố Hồ Chí Minh được khởi công từ năm 2012 và dự kiến sẽ đưa vào khai thác toàn tuyến vào năm 2020. Nhà mình được 10 điểm. Câu tiếp theo sẽ là gia đình Việt Thắng, Phương Anh. Hai chủ đề dành cho chúng ta đó là sức khỏe và chủ đề truyện tranh. Chúng ta hãy nghe hai bé nói về những chủ đề này. Ba con là không may giống con đâu. Con giận ba không uống cà phê mà ba cứ uống hoài. Con coi tivi thấy cà phê toàn hóa chất, còn con không có uống, ba uống. Vì các con còn nhỏ quá cho nên là chưa được uống cà phê, ba uống cho nó tỉnh táo, sảng khoái để ba làm việc cho nó tốt. Bây giờ thì hai anh em chọn chủ đề nào đây? Chủ đề sức khỏe. Câu hỏi chủ đề này như sau: người béo phì thường có nguy cơ mắc bệnh gì? A. Ung thư. B. Bệnh mất trí nhớ. C. Tiểu đường. D. Bệnh chán ăn. 10 giây bắt đầu. Thời gian đã kết thúc. Ở đây chúng ta sẽ có hai đáp án đúng. Mình sẽ lần lượt tìm ra từng đáp án một nha. Sau đáp án đầu tiên, nếu anh chị muốn bảo toàn điểm số thì anh chị có thể dừng lại. Anh chọn đáp án nào ạ? Chọn phương án tiểu đường. Tiểu đường. Người béo phì thường có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Đây là câu trả lời đúng. Xin chúc mừng. Mình đã có 10 điểm. Bây giờ mình sẽ đi tiếp hay dừng lại? Để đi tiếp ạ?
đi tiếp. Vậy thì anh chị lựa chọn đáp án tiếp theo là gì? Nếu mình chọn đúng mình có thêm 10 điểm, chọn sai mình sẽ mất 10 điểm mà mình đã vừa mới có được. Không phiền không thừa. Mất trí nhớ. Dạ bệnh mất trí nhớ. Chúng ta lựa chọn đáp án B, bệnh mất trí nhớ. Cố lên. Bệnh mất trí nhớ. Ăn không mà có nghĩ gì đâu mà nhớ xem vật xung quanh mình, bạn bè, người thân hoặc là ai đó mình đã từng được biết mà có cái bề ngoài nó hơi nặng chút xíu, liệu họ có hay bị bệnh mất trí nhớ hay không? Em đổ lại được không anh? Mọi chuyện đã... Đây là câu trả lời. Chưa đúng. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án A, bệnh ung thư. Béo phì toàn thân và béo bụng là yếu tố nguy cơ cho tiểu đường tiếp 2. Phụ nữ béo phì có nguy cơ tiểu đường cao gấp 2,5 lần so với người bình thường. Nam giới béo phì dễ bị ung thư đại trực tràng, còn nữ giới thì dễ bị ung thư đường mật, vú tử cung và buồng trứng. Như vậy là mình đã mất đi 10 điểm mà mình đã có trước đó, rất tiếc. Gia đình của Bảo Thi, Thanh Duy, cơ hội đã đến với mình rồi đây. Hai chủ đề đó là trò chơi điện tử và sinh học. Hãy nghe các bạn nói về những chủ đề này. Lúc mà buổi sáng ba con đi ăn sáng thì con tranh thủ con làm bài. Lúc 3 giờ thì con nói là con học bài xong rồi. Con nói là con nói xạo. Con chưa học bài xong, lên học bài đi, suốt ngày cứ chơi hoài. Lúc đó con tức. Con đi lên, con đọc sách. Rồi, đó con giải thích, nhưng mà ba không nghe. Ba nói là ba của con mà tại sao ba không biết. Đây là chương trình con biết tút chứ không phải là chương trình ba biết tút. Trời ơi, ông lý sự kìa. Con biết tút chứ không phải ba biết tút. Rồi bây giờ thì hai con sẽ chọn chủ đề nào? Trò chơi điện tử. Bấm nút. Câu hỏi này như sau. Nhân vật Mario trong trò chơi điện tử Super Mario được mô tả như thế nào? A. Cao 155cm. B. Cao 165cm. C. Là thợ sửa ống nước. D. Là vệ sĩ của công chúa. 10 giây bắt đầu. Thợ sửa ống nước. Thợ sửa ống nước. Thợ sửa ống nước. Thời gian đã kết thúc. Mình chọn cái phương án C. Phương án C là thợ sửa ống nước. Cái trò chơi này hồi đó lúc mà nó mới xuất hiện á, biết bao nhiêu người mê đắm với nó. Nhân vật Mario đi chiến đấu với những cái con này con kia, con rồng để giải cứu công chúa. Và anh ta là thợ sửa ống nước. Đây là đáp án đúng. Chúc mừng anh. Mình đã có 10 điểm, mình sẽ đi tiếp hay dừng lại? Chúa rồi, không phải là vệ sĩ công chúa, không phải dừng lại đi. Dừng lại. Anh chị đã quyết định dừng lại. Và nếu anh chị lựa chọn tiếp thì sẽ chọn đáp án nào? Tại vì đi cứu công chúa rồi đó, mình có chơi đi cứu công chúa nhưng mình không nghĩ là vệ sĩ công chúa, nhưng mà mình vẫn chọn là vệ sĩ công chúa vì hai cái kia là cao được trong game, nó chỉ rất là nhỏ. Nếu là nhỏ thì mình đâu có độ cao đâu. Mà may là anh chị đã quyết định dừng lại, một sự dừng lại hợp lý vô cùng. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án A, cao 1m55. Mario được mô tả là một người thợ sửa ống nước người Ý với chiều cao 155cm. Dáng vẻ bệ vệ, sống ở vương quốc nấm. Anh ta được biết đến với việc thường xuyên ngăn trở kế hoạch bắt cóc công chúa quả đào và thôn tính vương quốc nấm của quốc vương Browse. Như vậy là mình ghi được 10 điểm cho câu hỏi này. Khoảng cách chênh lệch là 10 điểm. Không sao hết, vẫn còn một cơ hội cho cả hai gia đình nha. Và lần này câu hỏi của chúng ta sẽ có 4 đáp án, trong đó có 3 đáp án là đáp án đúng. Cũng sẽ lần lượt mình tìm ra những đáp án như thế. Gia đình của Việt Thắng, Phương Anh, hai chủ đề đó là kiến trúc và thực vật. Các con sẽ chọn chủ đề nào? Để con nghĩ chút. Rồi, con nghĩ một chút, con nghĩ đi. Thực vật, đó là chủ đề mà các con đã bấm nút lựa chọn. Câu hỏi như sau. Những loại cây nào được biết đến với biệt danh là cây ăn thịt? A. Cây nấm răng quỷ. B. Cây nắp ấm. C. Cây cỏ bơ. Và D. Cây gọng vó. 10 giây bắt đầu. Mình có 3 đáp án đúng lần anh chị nha. Cây cỏ bơ là cây cỏ không phải, cây gọng vó đi nhỉ. Cây nấm răng quỷ ạ. Cây nấm răng quỷ, sự lựa chọn đầu tiên của nhà mình. Những loài cây được biết đến với biệt danh là cây ăn thịt. Nghe đến cây nấm răng quỷ thì mình thấy có vẻ là
ăn thịt đây? Đây là câu trả lời. Không đúng. Rất tiếc. Dĩ nhiên ba đáp án còn lại là ba đáp án chính xác. Cây nắp ấm, phần lá của chúng đều có tạo hình chiếc ấm khá độc đáo. Bên trong chiếc ấm này chứa các chất nhầy là các enzyme tiêu hóa và các lông xung quanh để bắt con mồi. Cây cỏ bơ. Đặc trưng của cây cỏ bơ là những chiếc lá có lỗ chứa chất dính hình giọt nước với mục đích thu hút côn trùng. Cây gọng vó. Chúng đặc trưng với các lông gai màu sắc sặc sỡ. Đầu lông gai có tiết ra một chất nhầy và đây chính là chiếc bẫy để dụ côn trùng vào đó. Còn cây nấm răng quỷ không phải là cây ăn thịt. Chất lỏng màu đỏ trông như máu trên nấm chính là quả của nấm. Nấm không độc nhưng có mùi hắc, cay và đắng nên không ăn được. Tiếc là nhà mình đã chọn ngay đáp án đầu tiên là đáp án không chính xác, cho nên là mình sẽ phải mất điểm và dừng câu hỏi tại đây. Gia đình của bé Bảo Thi, Thanh Duy, hai chủ đề dành cho mình đó là nội trợ và động vật. Các con chọn chủ đề nào? Nội trợ. Bấm nút chọn nội trợ nè. Câu hỏi chủ đề này như sau. Những bí quyết để có món lòng lợn luộc trắng giòn là gì? A. Không nên rửa lòng lợn với muối, rượu gừng quá kỹ. B. Cho lòng lợn vào luộc khi nước sôi sùng sục. C. Luộc lòng lợn trong ít nhất 1 giờ đồng hồ. D. Ngâm lòng lợn chín vào nước lạnh, pha nước chanh 10 giây bắt đầu. Cho lòng lợn vào luộc. Câu B. Câu B. Câu B. Hết giờ. Mình chọn cái đáp án B. Đáp cho án B. Lòng lợn vào luộc khi nước sôi sùng sục. Đây là đáp án chính xác, chúc mừng anh. Mình đi tiếp hay dừng lại ạ? Đi tiếp. Dạ. Tại món này mình làm rồi. Ai mà hay nhậu thì chắc chắn là sẽ rành mấy món này lắm. Mình không biết nhậu. Phải không biết nhậu. Không biết nhậu mà cũng rành mấy cái món của mấy ông hay nhậu. Dạ. Ảnh nấu ăn rất là ngon. À. Mẹ tuy ở nhà nội trợ nhưng mà không có nấu ngon bằng ảnh. À. Nên hai bé cũng thích, mỗi lần mẹ đi đâu chơi hai bé thích lắm. Ở nhà ba nấu ăn. Ba nấu ăn ngon hơn mẹ hả? Dạ. Nhưng mẹ làm nhiều cái khác hay hơn ba. Dạ. Nhưng nên ba khó tính lắm, ba khó ăn nữa. Nãy các bé có nói ba mấy khó. Mấy người mà khó tính đó cứ để cho họ tự nấu đi. Dạ. Không ai làm vừa lòng họ được cái cơ tội đó, tự nấu tự ăn là hợp lý nhất. Đúng. Đáp án thứ hai anh lựa chọn là gì ạ? À, đáp án thứ hai mình chọn là đáp án D. Đáp án D, ngâm lòng lợn chín vào nước lạnh pha nước chanh. Đây là câu trả lời đúng luôn. Đi tiếp hay dừng lại? Dạ mình dừng lại. Còn hai câu nữa, sao mình không chọn luôn ta? Tại vì hai câu này mình chưa có làm được cái món này, mình chỉ biết được nhiêu đó thôi. Còn mình luộc lần nào nó cũng dài hết trơn. Vậy là chưa thành công phải không? Dạ, bây giờ mình cũng đang trông chờ vào cái đáp án thứ ba. Đáp án thứ ba của chúng ta là đáp án A. Không nên rửa lòng lợn với muối rượu gừng quá kỹ. Yeah. Như vậy là anh chị đã quyết định dừng lại, mang về cho nhà mình 20 điểm. Kết thúc vòng thi thứ hai, điểm số hai gia đình như sau. Gia đình của Bảo Thi và Thanh Duy được 60 điểm. Gia đình của bé Việt Thắng và Phương Anh được 30 điểm. Hai con sẽ có cơ hội lựa chọn một trong hai phần quà mà chương trình đưa ra nha. Mỗi phần quà trị giá là 3 triệu đồng. Hãy xem đó là quà gì. Đó là lâu đài công chúa và một đôi giày patin. Chà, một món quà là dành cho con gái, món quà là dành cho con trai. Đó, hai anh em dành nhau. Và cuối cùng cô em đã thắng. Lâu đài công chúa sẽ là phần quà dành cho các con. Cảm ơn gia đình anh chị đã đến tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ dành cho gia đình bé Thanh Duy và bé Bảo Thi ít phút nha. Sau đó chúng ta sẽ gặp họ tại vòng đặc biệt của chương trình Con Biết Tuốt. Con Biết Tuốt, một sân chơi tương tác giữa các con với chính bố mẹ của mình. Những chia sẻ hài hước, ngộ nghĩnh và đầy bất ngờ của con trẻ sẽ lộ những bí mật của các ông bố bà mẹ. Truy cập website www.songvangproduction.com.vn để đăng ký tham gia chương trình hoặc email về địa chỉ conbiettuot@gmail.com hoặc gọi đến hotline 0979 493 293 để được hướng dẫn thông tin chi tiết hơn. Con Biết Tuốt luôn chào đón tất cả các gia đình trên mọi miền Tổ quốc.
Thưa quý vị, đây là vòng 3 của chương trình Con Biết Tốt. Vòng 3 cũng là vòng đặc biệt, cho nên những thử thách đưa ra cũng khá là đặc biệt. Rất nhiều câu hỏi được đặt ra cho gia đình của mình. Anh chị mà trả lời đúng được 2 câu thì các bé sẽ tiến lên cấp bậc đầu tiên. Trả lời đúng được 3 câu lên cấp thứ 2, 4 câu lên cấp 3, 5 câu lên cấp 4 và 6 câu lên cấp 5 để có thể mang về cho mình phần quà giá trị nhất ở đây. Đó là... Wow! Một chuyến du lịch đến Hàn Quốc trị giá 60 triệu đồng. Hấp dẫn quá. Nhưng mà dĩ nhiên cũng sẽ không có đơn giản đâu nha các con. Khó lắm. Vì vậy các con sẽ phải hỗ trợ ba mẹ bằng cách đổi quà lấy thời gian. Nếu như thấy thời gian dành cho ba mẹ dưới 60 giây, đổi quà cấp 1 này mình đổi được 5 giây, cấp 2 là 10 giây, cấp 3 15 giây, cấp 4 là 20 giây. Nhớ nha. Hai chị em tới đây nè. Và chúng ta sẽ có 180 giây để trả lời những câu hỏi này. Anh chị sẵn sàng nha. 180 giây bắt đầu. Trong truyện cổ tích Tấm Cám, trước khi trở lại làm người, Tấm đã biến thành động vật cây cỏ bao nhiêu lần? 3 lần. Chưa đúng. 4 lần. Chính xác. Tính đến năm 2016, các nhà khoa học ước tính tuổi của vũ trụ là bao nhiêu tỷ năm? Nhà khoa học vũ trụ bỏ qua. Căn bậc 2 của 49 là bao nhiêu? 7. Chính xác, chúc mừng. Tiến lên cấp bậc đầu tiên nè các con. Phần quà cấp 1 này trị giá 3 triệu đồng. Mời con Bảo Thi khui quà. Đó là một cặp gấu bông. Còn quà của Thanh Duy có gì nè? Một đồng hồ điện tử đeo tay. Hai chị em thích cái gì? Thích nào chọn đi. À, thích cái đồng hồ ha. Đóng hộp quà bên con lại. Và để lên được cấp bậc thứ 2, ba mẹ các con sẽ phải trả lời đúng được 3 câu hỏi. 154 giây bắt đầu. Khí ga trong các loại nước giải khát có ga là khí gì? CO2. Chính xác. Chú mèo Doremi em gái của Doraemon có màu gì? Màu hồng. Chưa đúng. Màu trắng. Chưa đúng. Bỏ qua. Để cổ vũ cho văn hóa đọc, UNESCO đã chọn ngày nào là ngày sách và bản quyền thế giới? Bỏ qua. Thành nhà Hồ do Hồ Quý Ly xây dựng thuộc tỉnh nào nước ta hiện nay? Bỏ qua. Trong truyện Harry Potter, người chú nuôi Sirius Black của Harry thường biến thân thành con gì? Bỏ qua. Trong các khu cấp cứu của bệnh viện, phòng ICU có nghĩa là gì? Bỏ qua. Đại dương nào có diện tích nhỏ nhất? Bỏ qua. Ở Hà Nội 36 phố phường xưa, tại phố Hàng Đào bán chủ yếu là mặt hàng gì? Bỏ qua. Instagram là một trong những mạng xã hội lớn nhất về lĩnh vực gì? Hình ảnh. Chính xác. Đội tuyển nào vô địch Euro Copa America 2016? Bỏ qua. Vào đời vua Trần Anh Tông, ai được mệnh danh là Lưỡng Quốc Trạng Nguyên? Trần Anh Tông, Lưỡng Quốc Trạng Nguyên. Bỏ qua. Lê Thái Tổ có tên thật là gì? Bỏ qua. Hoa hậu Việt Nam nào lọt vào top 15 trong cuộc thi Hoa hậu Thế giới năm 2004? Nguyễn Thị Huyền. Chính xác, chúc mừng. Tiến lên nào các con, cấp bậc thứ 2. Phần quà cấp bậc này trị giá 7 triệu đồng. Mời con Bảo Thi khui quà. Bộ bàn học cho em. Còn quà của Thanh Duy có gì nè? Khóa học nấu ăn dành cho người lớn. Chọn nào đây? Chọn bộ bàn học cho em. Đóng hộp quà bên Duy lại. Mình còn 56 giây nha. Và để lên được cấp bậc tiếp theo thì ba mẹ các con phải trả lời đúng được 4 câu. Giờ các con có muốn đổi quà lấy thời gian chưa? Không đổi ha. Này, mình làm tiếp nè. 56 giây bắt đầu. Tác giả của các siêu anh hùng như là Người Nhện, Người Sắt, X-Men tên gì? Bỏ qua. Trong đá banh, quả bóng được sút ngay ở trên không trung mà bóng chưa chạm đất gọi là gì? Bỏ qua. Trong thần thoại Hy Lạp, vị thần chiến tranh chính nghĩa tên là gì? Cyrus. Chưa đúng. Bỏ qua. Trong bóng đá, ai được mệnh danh là Chúa Nhẫn? Chúa Nhẫn. Ronaldo. Chưa đúng. Bỏ qua. Để nhiệt độ giảm 1 độ C thì ta phải lên cao bao nhiêu mét? 1000 mét. Chưa đúng. Bỏ qua. Triều đại phong kiến nào của Việt Nam ngắn nhất? Nhà Lý. Chưa đúng.
Nhà Trần. Chưa đúng. Bảo Hoa. Con đường được mệnh danh là đường lãng mạn nhất Hà Nội chạy giữa Hồ Tây và Hồ Trúc Bạch tên là gì? Bảo Hoa. Ba. Giờ. Rất tiếc là chúng ta dừng lại ở cái bậc thứ hai. Anh rung quá. Trời ơi, anh không bơm em. Thì đó, nhiều khi là đứng trên bục giảng quen rồi, giờ đứng trước camera không khớp. Các con đến đây nào. Hai phần quà mà ba mẹ đã cố gắng hết sức để dành về cho các con. Quý vị khán giả thân mến, như vậy là chương trình Con Biết Tốt ngày hôm nay đến đây sẽ được phép kết thúc. Chương trình do Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện, và quý vị khán giả nào muốn trở thành người chơi của chương trình thì hãy truy cập vào trang web www.songvangproduction.com.vn. Xin chào và hẹn gặp lại tuần sau.